Một liên minh phiến quân tại Libya đã vừa chiếm giữ sân bay tại thủ đô Tripoli của Libya sau một cuộc giao tranh với một nhóm vũ trang khác. Liên minh phiến quân gồm một số tay súng Hồi giáo và một số tay súng khác đến từ thành phố Misrata cho biết đã giành quyền kiểm soát sân bay bất chấp việc trở thành mục tiêu của các cuộc không kích bí ẩn lần thứ hai trong tuần này. Thời gian qua, Libya đã luôn ở trong tình trạng bất ổn do xung đột giữa các nhóm vũ trang đối lập từng đi đầu trong cuộc nổi dậy lật đổ cựu lãnh đạo Gaddafi. Hàng trăm người đã thiệt mạng trong một loạt các cuộc đụng độ gần đây.